Nam Sa là một quần ngoại ô giáp biển của thành phố Quảng Châu. Được thiên nhiên ưu đãi, Nam Sa có hệ sinh thái tự nhiên vô cùng tươi đẹp và ưu việt. Với nhiều đầm nước, hệ thống sông ngòi dày đặc, vùng đất phù sa màu mỡ trù phú, hệ động thực vật phong phú đa dạng. Là cửa ngõ biển của thành phố này, được quy hoạch trở thành đô thị vệ tinh quan trọng số 1 của thành phố Quảng Châu, trung tâm của đặc khu thương mại tự do quốc tế vịnh lớn bao gồm Hồng Kông, Macau và Quảng Đông. Xen lẫn giữa cuộc sống hiện đại, nét văn hóa truyền thống vẫn được duy trì và bảo tồn ở nơi đây. Ngôi chùa chúng ta đang thấy là chùa Thiên Hậu Cung hay còn gọi là Cung điện Thiên Hậu. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến tham quan khám phá ngôi chùa này. Chào các bạn. Hôm nay là ngày Tết lao động mùng 1 tháng 5 nên là mấy bố con có thời gian dẫn nhau đi thăm một ngôi chùa rất là đẹp, một ngôi chùa rất hành tráng ở ngoại ô của Quảng Châu. Nó có tên gọi là Thiên Hậu Cung, Thiên Hậu Cung. Và hôm nay thì mình sẽ review ngôi chùa này để gửi đến các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích nó. Mặc dù là Quảng Châu vẫn đang trong dịp Covid bùng phát hạn chế đi lại khắp nơi, nhưng mà vì hôm nay là ngày nghỉ Tết lao động quốc tế mùng 1 tháng 5 nên rất là đông du khách. Chúng ta sẽ vào đây mua vé. Vé vào cổng chỉ mất khoảng 20 tệ, tức là khoảng 70.000 Việt Nam đồng. Ở đây có loại hình tàu điện mặt đất phục vụ tham quan rất là hay. Để tiết kiệm thời gian và công sức thì chúng ta sẽ đi xe đưa đón lên đỉnh núi trước. Đó cũng là cái điểm cao nhất của cả khu vực chùa này. Sau đó thì chúng ta sẽ đi dần xuống, vừa tham quan, vừa khám phá, rồi ngắm cảnh, chụp chọe, quay video. Giá của một chuyến xe là 10 tệ, nó vào khoảng 35.000 Việt Nam đồng. Thực ra thì mình hoàn toàn có thể leo lên đỉnh núi từ cổng chính. Ngọn núi này không cao, chỉ khoảng 300-400 mét mà thôi. Nhưng mà vì hôm nay có bà ngoại, hai bé đi cùng, mình lại kết hợp với việc quay video sẽ mất nhiều thời gian. Nên là hoàn mỹ nhất thì vẫn là đi xe đưa đón thẳng lên đỉnh núi cho thảnh thơi, sau đó đi quay xuống. Quay video phải rong rả một chút mới có những tước phim đẹp được. Đó, rất nhanh thì mình đã lên tới đỉnh rồi. Mất khoảng hơn 10 phút. Từ đây thì mình có thể bao quát toàn bộ khu chùa này. Nó được xây dựng giáp biển nên là từ đây thì có thể phóng tầm mắt ngắm trời biển mênh mông bao la bát ngát. Hey, các bạn xem. Cung điện Nam Sa Thiên Hậu Cung nằm ở cửa sông Châu Giang, phía nam của núi Đại Giác, được bao quanh bởi núi, sông và biển cả. Nó được xây dựng để tưởng nhớ Lâm Mạc, nữ thần biển cả, vị thần được thờ cúng rộng rãi dọc theo bờ biển phía đông nam Trung Quốc và cả khu vực Đông Nam Á, hay còn gọi Thiên Hậu, cũng chính là Mẫu Tổ. Ngoài ra còn có các tên gọi khác như là Thiên Phi, Thánh Mẫu Trên Trời. Đặc điểm kiến trúc của nó là sự kết hợp phong cách của Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh và nét bề thế tráng lệ của Lăng Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh. Quy mô của nó thuộc hạng lớn nhất thế giới hiện nay. Đây là ngôi chùa thờ Mẫu Tổ lớn nhất ở Đông Á. Toàn bộ cung điện Thiên Hậu được bao quanh bởi cây xanh, mùi thơm nồng của vàng hương xuất ẩn xuất hiện trong làn khói trắng nghi ngút, khiến người ta có cảm giác như đang trong một thế giới vô thực.
Đây là tháp Nam Lăng cao 45m, được xây dựng theo kiểu chùa bát giác với tổng cộng 8 tầng, là điểm cao nhất của cung điện Thiên Hậu. Xây thành 8 tầng vì theo văn hóa dân gian truyền tụng, nam thần là số lẻ, nữ thần là số chẵn. Lý do để xây dựng tháp tựu chung có 4 lý do. Đầu tiên, tạo nên thế đối xứng với đỉnh núi cao nhất ở bên phía tay phải cho hợp với phong thủy. Thứ hai là để phù hợp với cách nói phong thủy là tả thanh long, hữu bách hổ, rủa chinh lúng, yêu bái hổ. Trong đó rồng xanh đại diện cho đông phương, hổ trắng đại diện cho tây phương. Thứ ba là tượng trưng cho nữ hoàng của biển cả. Tháp được xây dựng để điều hướng, xác định vị trí và dẫn dắt lối đi cho ngư dân. Thứ tư, tháp hoạt động như một đài quan sát cao nhất, nơi mà mọi người có thể leo lên để chiêm ngưỡng và ngắm cảnh cửa biển. Ok, giờ thì mình sẽ đi dần xuống phía dưới khám phá và tìm hiểu thật cặn kẽ về ngôi chùa này. Đầu tiên, ngay dưới chân tháp là tẩm cung. Tẩm cung là phòng ngủ phía sau điện chính. Đây là nơi sinh sống và nghỉ ngơi của thiên hậu, là nơi cất giữ các tượng thần thiên hậu, cả những trang phục, trang sức và vật dụng thường ngày của thiên hậu, cùng đồ dùng mô phỏng cuộc sống hàng ngày của các vị quan thần thời nhà Tống ở hai bên. Bức tượng thiên hậu khoác trên mình tấm choàng màu vàng kim, khuôn mặt đầy phúc hậu và từ bi, tay trái cầm cuốn thư sách, tay phải cầm cây phất trần màu bạc trắng, phong thái hiện ra kim bích huy hoàng, siêu trần thoát tục. Trong tẩm cung vẫn còn một bộ khung dệt vải được lắp đặt. Ngoài việc phản ánh kỹ nghệ dệt vải tinh xảo của thiên hậu, còn lưu giữ những câu chuyện về mẫu tổ cứu người thân của mình.
Đây là lầu Linh Huệ và lầu Gia Ứng Cách, được đặt tên theo cách sử dụng tước hiệu ca ngợi Thiên Hậu từ triều đại nhà Tống. Đây là nơi giới thiệu tín ngưỡng của Thiên Hậu và giao lưu văn hóa Thiên Hậu. Văn hóa Thiên Hậu còn được gọi là văn hóa mẫu tổ, là cách gọi chung cho những vật thể và nét tinh thần mà những người ngư dân nơi đây đã tôn trọng và tín ngưỡng vào mẫu tổ từ hàng nghìn năm nay lưu giữ truyền bá lại. Nó là một trong những kho tàng văn hóa quan trọng của đất nước Trung Quốc. Văn hóa Thiên Hậu bắt nguồn từ thời nhà Tống, định hình vào thời nhà Nguyên, hưng thịnh vào thời nhà Minh và thịnh hành nhất là vào thời nhà Thanh, phản ánh văn hóa biển của người Trung Quốc suốt chiều dài lịch sử. Đây chính là chính điện, là trung tâm của cung điện Thiên Hậu Nam Sa. Trong điện thờ, các bức tượng Thiên Hậu bằng gỗ đàn hương hàng nghìn năm tuổi, bên trên họa tiết được chạm khắc và mạ vàng lưu giữ cẩn thận. Ngoài ra còn có những bức tượng Thiên Mẫu du hành được phân linh từ đền mẫu tổ gốc ở Mi Châu, quê hương của cung điện Thiên Hậu, cùng các văn thần võ tướng của tứ triều Bát Tôn, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, với tư cách là những vị quan thần hầu cận đi cùng đứng hai bên. Khi nhìn lên chính điện, bạn cũng sẽ thấy các tấm bút vẽ hoàng cung của vua Ung Chính, Càn Long, Quang Tự treo trong đại sảnh cao 9 mét. Chính điện với những bức tường màu đỏ cờ, ngói màu vàng kim, những mảng chạm khắc, những bức họa rồng bay trên xà, đòn, cột trụ và trên cả mái hiên bay, với những nét điêu khắc tinh xảo nghệ thuật, tất cả hiện lên hóa lệ, tôn nghiêm và trang trọng, tạo nên sự hài hòa cân xứng với những đỉnh núi xanh tươi cao vời vợi phía chung quanh, toát lên vẻ thanh tịch, bình an cho ngôi chùa này. Gian lầu này là hiến điện, là nơi bày đặt nữ hoàng của bầu trời và Long Vương Tứ Hải đứng hai bên. Ngụ ý, nữ thần Thiên Hậu, thống lĩnh Tứ Hải Long Vương, trị an biển cả, dâng hiến sứ mệnh giúp đỡ dân lành, phù hộ ngư dân sóng yên biển lặng. Điều này cũng có thể thấy được địa vị tối cao của Thiên Hậu. Giờ thì chúng ta đến với tháp đôi, đó là tháp chuông và tháp trống, đi cùng năm tháng vĩnh hằng với thời gian. Tòa tháp đôi này nằm ở hai bên của lầu Môn Sơn. Mỗi tòa đều có một chuông đồng trọng lượng 1,6 tấn và một trống đồng làm bằng da trâu, đường kính 1,2 mét. Cả hai vọng tiếng lại với nhau, nó phản ánh văn hóa dân gian sâu sắc của Trung Quốc. Tiếng trống kêu to và huyên náo, tiếng chuông trong trẻo, ngân xa, vang vọng khắp toàn khu.
chuông và trống được đồng thanh vang lên trong các dịp lễ hội tại đây, khiến cho những bữa tiệc diễn ra tưng bừng và tràn đầy năng lượng. Đây là Môn Sơn, nghĩa là cổng núi. Cổng núi là cổng chính của cung điện Thiên Hậu. Tượng thần thờ bên trong là hai vị Thiên Lộ Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, hai vị thần tướng. Mình tin các bạn cũng không cảm thấy xa lạ với hai vị thần này. Theo truyền thuyết, có hai con quái vật trên núi Hoa Đảo. Một con có mắt nhìn ngàn dặm, một con có tai nghe tám hướng. Chúng ẩn náu trong thung lũng Hoa Đảo rồi quấy nhiễu chúng sinh. Dân chúng cầu cứu mẫu tổ diệt trừ hại họa. Bà đến gặp và thuyết phục cả hai tu luyện đạo giáo và yêu thương con người, nhưng chúng cho rằng mẫu tổ chỉ là một cô thôn nữ bình thường, dám to gan giảng đạo, nên không phục mà chống đối. Cuối cùng mẫu tổ phải dùng thần pháp mới quy phục được chúng, sau bắt chúng về nơi đây trông giữ ngôi chùa này giúp đỡ bách tính làm ăn. Án ngữ ngay trước cổng vào là một cổng đá lớn đập vào mắt, có bề rộng 14m và cao 7m với những bậc thang bằng đá granite. Trên cổng vòm uy nghiêm và trang trọng ở phía bên trên, bạn có thể nhìn thấy năm ký tự vàng Nam Sa Thiên Hậu Cung. Ông Triệu Phác Sơ, Chủ tịch Hiệp hội Tôn giáo Trung Quốc, đã tự tay viết lên tác phẩm điêu khắc này. Trên cổng, các nét chạm khắc sống động như thật, như thể được bao quanh bởi những con rồng và bầu trời xanh. Những đám mây trôi, tương giao, phủ bóng, lúc ẩn, lúc hiện, vẽ ra một thế giới thần tiên rồng bay phượng múa trên bầu trời. Quảng trường cung điện Thiên Hậu nằm ở phía dưới chân núi, có địa hình bằng phẳng, diện tích 1,5 hectare. Nhìn lên từ quảng trường, phong cảnh núi non tuyệt đẹp kết hợp hài hòa với cung điện nguy nga tráng lệ, hình thành nhiều tầng, nhiều lớp, rất đỗi ngoạn mục, một bức tranh cổ Trung Hoa đầy màu sắc hiện ra. Ngay sau cổng vào là bức tượng Thiên Hậu cao 14,5 mét, sừng sững giữa quảng trường cung điện Thiên Hậu. Nó được xây dựng để tưởng nhớ Lâm Mạc, nữ thần của biển cả, vị thần tín ngưỡng quan trọng nhất đối với người dân vùng biển rộng lớn phía Nam Trung Quốc và người Hoa ở nước ngoài. Những năm 1980 của thế kỷ 20, cơ quan liên quan về tôn giáo của Liên Hợp Quốc đã trao tặng mẫu tổ danh gọi Nữ thần Hòa bình. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, tín ngưỡng và phong tục của mẫu tổ đã được Tổ chức Giáo dục Liên Hợp Quốc công nhận, được UNESCO chính thức đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trở thành di sản thế giới về tôn giáo đầu tiên của Trung Quốc. Giờ thì gia đình mình sẽ đi ra cửa biển ngắm nghía một chút, vì ngôi chùa này nằm ở ngay sát biển nên là rất là thuận tiện. Người đến vui chơi ngày mùa đông, họ chủ yếu đến từ khu vực nội thành. Cứ mỗi ngày cuối tuần hay là ngày nghỉ thì bãi biển này lại đông nghịt khách. Thực ra thì đây là khu vực cửa biển, cũng có nghĩa là nơi giao thoa giữa sông và biển nên nước biển đục không trong. Hôm nay thì mình dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ mình đến tận giây phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.